Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký phần 1 ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thực lệ, mỗi một ngày vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự. Đề tài đầu tiên thì vẫn liên quan tới một sự việc khá nóng, đó là Tổng Giám đốc điều hành của trang mạng xã hội Telegram đã bị bắt giữ tại nước Pháp. Và việc này đã khiến cho giới cánh tả tại nước Pháp và nước Anh đang dấy lên một cái lời kêu gọi bắt giữ tất cả những ông chủ mạng xã hội của Hoa Kỳ. Và trong đó bao gồm luôn cả Tổng Giám đốc điều hành của công ty trang mạng video Rumble. Và kể cả nhà tỷ phú Elon Musk, chủ trang mạng Platform X. Quý vị, chuyện gì xảy ra? Và chúng ta lướt qua các bản tin trước đi, rồi để thấy được là chúng ta đang đối diện với lại một cái playbook không khác gì cộng sản ở trong một xã hội tự do. Quý vị, đầu tiên hết là tổng giám đốc điều hành của công ty Rumble vừa thoát khỏi Âu Châu sau khi mà tổng giám đốc của công ty Telegram bị bắt giữ. Hiện nay vẫn chưa có lời phát biểu nào từ ông Chris Bavosky xem là tổng giám đốc của công ty Rumble sau khi mà ông tổng giám đốc của công ty Telegram là Pavel Durov đã bị bắt giữ tại Pháp vào chiều tối ngày thứ Bảy. Bởi chuyện này mà ông Bavosky đang có mặt tại Âu Châu. Và trong ngày Chủ nhật thì tổng giám đốc của trang mạng video này đã lên một chuyến bay và được xem là ông đã thoát khỏi cái khu vực này. Tôi có một chút trễ nải, tuy nhiên nó có một lý do tốt. Ông Bavosky đã viết như trên và tôi vừa rời khỏi Âu Châu một cách an toàn. Pháp đã đe dọa tới công ty Rumble của tôi và bây giờ họ đã băng ngang qua làn đèn đỏ khi bắt giữ ông tổng giám đốc của công ty Telegram là Pavel Durov. Trong đó gần như là nói là không có kiểm duyệt tất cả những nội dung và Rumble sẽ không đồng ý cái thái độ này và chúng tôi sẽ dùng tất cả những biện pháp pháp lý có thể được để tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận bị bức hại, một cái quyền con người được phổ quát trên toàn cầu. Và chúng tôi sẽ tranh đấu tại tòa án của Pháp và chúng tôi hy vọng rằng ông Pavel Durov sẽ ngay lập tức sẽ được trả tự do. Ông Durov đã bị bắt vào sở câu lưu ở tại phi trường Paris Le Bourget vào chiều tối thứ Bảy khi ông đáp xuống nước Pháp từ Azerbaijan, theo tường trình của Pháp cho biết. Và những kẻ điều tra ở bên Pháp thuộc cái đơn vị gọi là chống lừa gạt quốc gia đã bắt giữ ông. Mà năm nay 39 tuổi và ông đang bị giữ trong sở câu lưu. Và hiện nay thì công tố viên Pháp đã không cho biết chi tiết như trên. Tuy nhiên giới truyền thông Pháp thì đưa ra lời truy nã đối với ông Durov, nói rằng là họ đã được yêu cầu bởi một cái đơn vị đặc biệt trong cái cơ quan mật vụ của Pháp truy tố điều tra các tội ác nhắm vào các em, bao gồm các hành động gọi là có tình dục trực tuyến hoặc là đóng góp hoặc là phân phối tất cả những cái hình ảnh về lạm dụng trẻ em hoặc là có những cái mục tiêu về tình dục, đại khái như vậy quý vị. Đây là cái tin mà chúng ta có được ngay sau khi mà ông Durov đã bị bắt giữ ở tại nước Pháp. Và ngay sau đó quý vị, tại nước Anh và kể cả Âu Châu, đám khuân tả tại đây đã kêu gọi bắt giữ luôn cả nhà tỷ phú Elon Musk. Quý vị, đây là cái tin mà chúng ta có được. Tại Âu Châu đang gia tăng những lời kêu gọi bắt giữ ông Musk. Đám cánh tả tại Vương quốc Anh và Âu Châu đang tìm cách khẳng định cái quyền kiểm duyệt của họ và kêu gọi bắt giữ nhà ông chủ của trang Platform X là Elon Musk và hủy bỏ trang Platform X để mà dập tắt tất cả những tiếng nói đối lập, theo một cựu nhân viên tòa Bạch Ốc và ngũ giác đài là Douglas McKinnon đã đưa ra lời cảnh báo vào ngày Chủ nhật. Có một số kẻ đã gây chú ý về vấn đề chính trị trên giới truyền thông của Anh và Âu Châu. Tôi bắt đầu đã lưu ý và sửng sốt khi mà gia tăng số lượng của những thành phần cánh tả kêu gọi bắt giữ Elon Musk và hủy bỏ trang mạng Platform X mà ông ta đang làm chủ, McKinnon đã viết trên tờ The Hill. Và chắc chắn rằng đây là những kẻ không có nghiêm túc, bởi vì họ rất là gọi là ghê đáng sợ. Và với họ, ông Musk và trang Platform X là kẻ thù số 1 của họ. Anh Quốc và Âu Châu đang quan sát ông Musk gần như là một người rất diều hâu để bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận trong cuộc chiến của Nga tại Ukraine. Và trong đó thì cuộc chiến của Do Thái với lại nhóm Hồi giáo Hamas và Hezbollah gia tăng cái vấn đề khủng bố và các hành động cực đoan gọi là gây nguy hiểm cho an toàn công cộng. Và đồng thời thì một nhân vật của Liên hiệp Âu Châu là Thierry Breton, một là thương nhân của Pháp, đồng thời cũng là một ủy viên trong
Liên hiệp Âu Châu đặc trách về thị trường đã từng gửi một lá thư cho ông Musk cảnh báo là không nên loan truyền những tin giả trước khi mà trang Platform X đã thực hiện cuộc phỏng vấn với lại cựu tổng thống Donald Trump đầu tháng này, và ông Musk đã lên án đây là hành động chống Trump và xen vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ. Và lời kêu gọi mới nhất nhắm vào ông Musk sau khi mà ông Pavel Durov đã một người công dân Pháp sinh mà nhưng mà sinh ra tại Nga, một tỷ phú, là người sáng lập và chủ nhân của trang Telegraph Message app đã bị bắt giữ tại cái phi trường La Bourget ở tại bên ngoài Paris ngay sau khi mà ông đáp một chuyến bay tư nhân vào tối ngày thứ Bảy, ban nguồn tin cho biết. Và ông này 39 tuổi, vốn là một tỷ phú về kỹ thuật, và đã từng bị cảnh cáo từ ở Moscow tới Paris là ông cần phải giảm bớt tất cả những cái nội dung trên đó. Và tại sao có rất nhiều những kẻ ở phía tả và các giới truyền thông họ đã bảo vệ cho cái quyền chống lại cái quyền tự do ngôn luận, và bây giờ họ lại dùng tất cả những điều này. Ông McKinnon đã cho biết như trên: tôi thấy quá đủ để hiểu được và dân chủ, sự tự do và giới truyền thông họ đã từng bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, và giờ đây thì nó trở thành một cái làn sóng nguy hiểm, và tôi đã quá đủ để nhìn thấy rằng đảng dân chủ, tự do và giới truyền thông hiện nay họ đang sử dụng cái chế độ độc tài toàn trị để dập tắt những tiếng nói đối lập mà và kêu bắt giữ những cái này, và bây giờ họ chọn cái này trở thành một thứ vũ khí hóa để mà kiểm duyệt và cuộc chiến pháp lý của họ. Và những kẻ cánh tả tại Âu Châu đang lên tiếng và thúc giục nói rằng phải bắt giữ những ai mà thuộc tiếng nói gọi là cực hữu để kiểm duyệt họ. Đây là lời phát biểu của ông McKinnon. Và hầu hết các chính quyền đều hủy bỏ tất cả những cái lời yêu cầu khi mà ông Musk đã lên tiếng, và nhất là Anh, là ông nói rằng nội chiến sẽ không tránh khỏi ở quốc gia này. Và thay vì đưa ra những lời lo ngại, giải quyết và dùng pháp lý đang gây sợ hãi cho hàng triệu công dân của họ, thì những kẻ này lại quay sang và chỉ trích ông Musk. Và sau khi mà ông thủ tướng của Anh là Keir Starmer, người mà ông Musk gọi là Two-Tier Keir, đã bỏ lên trang Platform X nói rằng sẽ không dung thứ cho bất kỳ hành động tấn công vào bất kỳ đền thờ Hồi giáo hay cộng đồng Hồi giáo nào, ông Musk đã lên tiếng và đáp lại câu hỏi có nên ông có nên lo ngại cho tất cả các cộng đồng hay không. Và ông Musk đã bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, và trong đó thì ông đã trở thành kẻ thù của đám khuynh tả tại Âu Châu. Quý vị, qua câu chuyện này thì chúng ta thấy ba người. Người thứ nhất là ông Durov, là người sáng lập và là chủ nhân của trang Telegraph, đã bị bắt giữ tại nước Pháp. Ông này là người gốc Nga, quốc tịch Pháp nhưng gốc Nga, đã bị bắt giữ chỉ vì lý do là trang mạng của ông đã không kiểm duyệt các nội dung mà họ ngăn cản. Tuy nhiên thì họ lấy danh nghĩa là để bảo vệ cho cái quyền tư ẩn của trẻ em, cũng như là chống lại tất cả những tội ác liên quan tới tình dục trẻ em. Họ dùng lý do này để bắt ông Durov. Và ngay sau đó thì quý vị, trong lúc họ bắt ông Durov, thì tổng giám đốc của công ty Rumble, một công ty video tương tự như là TikTok hay là YouTube đó, thì ông này cũng đang có mặt tại Âu Châu. Ông cũng đang có mặt tại Âu Châu, và Pháp từng đe dọa công ty Rumble. Thì cuối cùng thì ông này, ông nói rằng ngày Chủ nhật, ông đã an toàn bay ra khỏi Âu Châu. Và ông nói rằng là ông đã an toàn bay ra khỏi Âu Châu, và chính quyền Pháp đã băng ngang qua làn ranh đỏ khi bắt giữ ông Durov là tổng giám đốc của công ty Telegram. Và bây giờ họ chuẩn bị gọi là nhắm vào những trang mạng khác mà họ không kiểm duyệt được. Và ông tuyên bố rằng sẽ dùng tất cả những biện pháp pháp lý để tranh đấu cho ông Durov được trả tự do ngay lập tức. Thì quý vị, đây là điều thứ hai. Và điều thứ ba là bắt đầu có lên một cái làn sóng kêu gọi bắt giữ Elon Musk, nhà tỷ phú số 1 của thế giới, ông chủ của trang mạng Platform X mà trước đây gọi là trang Twitter. Quý vị, rõ ràng chúng ta đang chứng kiến một cái thời đại là những kẻ cánh tả và những giới truyền thông quân tả mất dần quyền lực, và bây giờ họ áp dụng đúng cái chính sách của Cộng sản, sử dụng pháp lý để bức hại tất cả những gì mà bất đồng quan điểm với họ, và họ chụp mũ cho bất kỳ một chuyện gì. Quý vị, đây là cái playbook mà Cộng sản đã chơi mấy chục năm rồi. Và chính đám khuynh tả này xuất thân từ cái quyền bảo vệ tự do báo chí, tự do ngôn luận để mà tranh đấu. Nhưng bây giờ quý vị, sau khi mà họ có được cái quyền tự do của họ, họ phát biểu được ý kiến của họ, thì bây giờ họ lại sử dụng đúng cái playbook của Cộng sản để đối phó với những người có quan điểm đối lập với họ. Và đây chính là cái tôi nói quý vị, cánh tả dần dần đã biến thể thành Cộng sản. Cánh tả đang dần dần biến thể thành Cộng sản. Tất cả những phương thức của Cộng sản áp dụng thì cánh tả bây giờ áp dụng hết. Có điều nó tinh vi hơn thôi. Tôi nói quý vị, nó tinh vi hơn thôi. Và nó biết nhân danh một cách rất mỹ miều. Quý vị, nếu mà quý vị chứng kiến lại,
những cái bản án mà cộng sản và những chế độ độc tài toàn trị kết án những người đối lập hay là những người bất đồng ý kiến, có bao giờ họ kết đúng vào cái tội không? Không bao giờ. Họ sử dụng những tội danh khác để họ kết tội, từ Navalny của nước Nga cho tới những nhân vật đối lập ở Việt Nam đều bị kết tội trốn thuế, bị kết tội là có những cái lăng nhăng về tình dục, bị kết tội là gây mất trật tự an ninh xã hội. Quý vị, họ đều bị kết tội này. Và ngay cả bà Aung San Suu Kyi, nhà lãnh đạo đối lập của Miến Điện, cũng bị kết tội sử dụng cái walkie-talkie bất hợp pháp. Tức là cái máy nói chuyện, cái máy liên lạc đó, là sử dụng cái walkie-talkie bất hợp pháp. Họ sử dụng tất cả những cái danh nghĩa khác để họ bắt giữ và họ kết án thôi. Chứ họ không nhắm vào cái mục tiêu chính của họ khi những người này không thỏa hiệp với họ. Nhất là Elon Musk. Elon Musk đang là một cái người bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận. Và vì bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận, do đó ổng mới đi mua lại trang Twitter. Ổng mới đi mua lại trang Twitter. Thì quý vị, sau khi mua lại trang Twitter thì ổng đổi thành Platform X. Và ổng bảo đảm, ổng bảo vệ tối đa cho cái quyền phát biểu chính kiến của mọi người. Ổng chỉ kiểm duyệt tất cả những cái nội dung nào nó được xem là mang tính chất criminal. Ví dụ như là tội phạm về tình dục, hay là những cái lời kích động khủng bố. Thì quý vị, những cái này thì ổng mất trận. Nhưng ổng không cản trở tất cả những tiếng nói đối lập. Thì quý vị, bây giờ đám Âu Châu bắt đầu ban hành luật. Và luật này không phải là từ lâu nay. Không phải là họ có mấy chục năm rồi. Họ mới ban hành sau khi mà ông Trump lên làm tổng thống. Và sau khi Joe Biden trở thành tổng thống, những luật lệ này mới được Âu Châu ban hành. Và Âu Châu, thì quý vị biết là toàn bộ 720 ghế của Nghị viện Âu Châu đều là thành phần quân tả. Đều là thành phần quân tả. Nào là đảng Cộng sản nè, đảng Dân chủ xã hội nè, đảng Green nè. Những cái đảng này là toàn là đảng quân tả không. Thì quý vị, họ control 720 ghế của Nghị viện Âu Châu. Do đó họ bỏ phiếu ra luật để kiểm soát. Và tự giống như tôi đã từng nói quý vị trước đây, là chúng ta đang đối diện với một cái thái độ của Âu Châu. Tất cả các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ liên tiếp bị phạt vạ bởi những luật lệ mới ban hành của Âu Châu. Trong đó Facebook, rồi Apple, Google, Amazon và bây giờ sắp sửa tới Elon Musk. Thì quý vị, họ sử dụng những cái luật ban hành sau này để họ tấn công vào tất cả những công ty của Hoa Kỳ. Bởi vì đám khuynh tả này đã áp dụng một cái chính sách ở bên Âu Châu mà tôi gọi là chính sách xã hội chủ nghĩa. Và chính vì cái chính sách này và cái nền giáo dục cực tả của họ đã không tạo được bất kỳ một cái sáng tạo nào. Tôi từng nói quý vị, ở trong xã hội cộng sản, nó là một cái hệ thống giáo dục tuyên truyền. Thì bây giờ quý vị, Âu Châu cũng vậy. Suốt mấy chục năm nay, họ sử dụng cái giáo dục làm một cái công cụ tuyên truyền cho cái khuynh hướng chính trị quân tả. Do đó quý vị, họ thực hiện cái một cái chính sách mà người dân sống lệ thuộc vào chính phủ nhiều hơn. Nào là hưởng tiền housing, tiền Medicare, Medical, tức là tiền y tế, rồi food stamp, rồi tiền an sinh xã hội, tiền trợ cấp thất nghiệp, vân vân quý vị. Họ tạo ra một cái cuộc sống dựa cho người dân của Âu Châu rất là nhiều, đặc biệt là Đức và Pháp. Và chính vì cái họ tạo ra một cái thói quen này, thứ nhất, thứ hai là cái hệ thống mà giáo dục của họ chuyển qua cấp tiến, đi tới mức cực tả. Do đó, những đứa trẻ mà được trưởng thành trong cái môi trường này đều không có đủ sức sáng tạo. Tất cả những cái sáng tạo kỹ thuật đều nằm bên Mỹ cả. Đều nằm bên Mỹ cả. Và cuối cùng quý vị, thì bây giờ quý vị, họ bất lực, không kiểm soát được các cái mạng xã hội mà có cái nguồn gốc xuất phát từ bên Mỹ. Do đó bây giờ quý vị, họ bắt đầu ra luật để siết chặt tất cả những cái mạng xã hội này. Họ áp đặt những mạng xã hội phải đi theo cái luật lệ do họ ban hành. Bất kể luật lệ đó là vi hiến, quyền tự do ngôn luận của người khác đã bị bịt. Thì quý vị, họ không bịt miệng được những người phát biểu ý kiến, thì bây giờ họ bịt miệng cái trang mạng xã hội. Họ đòi đóng cửa trang Platform X. Họ đòi bắt giữ ông Elon Musk. Mà bây giờ cái người bị bắt giữ đầu tiên là ông Durov. Ông này là người công dân Pháp gốc Nga, 39 tuổi. Bởi vì ông là gốc Nga. Và cái trang mạng của ông là các cái nước độc tài toàn trị thường sử dụng để đưa những cái ý kiến của họ từ giới chức ở Điện Kremlin cho tới các lãnh đạo của Iran.
đều bỏ trên trang Telegram hết, những cái status của họ đều bỏ trên trang Telegram hết. Và quý vị, do đó đám Khuynh Tả rất tức giận. Họ xem đây là một cái công cụ tuyên truyền của Vladimir Putin. Họ yêu cầu nhiều lần, nhưng mà cái quyền tự bảo vệ quyền tự do ngôn luận là các trang mạng này. Do đó, những cái phát biểu về chính kiến, về chính trị, họ không có kiểm duyệt. Họ không có kiểm duyệt. Thì quý vị, do đó đám Khuynh Tả này tức giận ở chỗ là không bịt miệng được những cái kẻ mà họ muốn bịt miệng. Bây giờ họ quay sang, họ nhắm vào chủ nhân của các trang mạng này. Thì quý vị, chúng ta đã chứng kiến được Âu Châu đang ra luật để mà bắt đầu kiểm duyệt tất cả quyền tự do tư tưởng của con người. Đây là playbook của Cộng sản. Và ông Durov là người bị bắt đầu tiên. Bây giờ nó dấy lên cái phong trào đòi bắt luôn Elon Musk. Mặc dù ông chủ Rumble, Rumble là một cái trang về video, nó giống như là YouTube hay là TikTok ấy. Như vậy, trong lúc bắt giữ ông Durov thì ông này đang có mặt tại Âu Châu. Và ông không nói gì hết ngày thứ Bảy. Ngày Chủ nhật âm thầm lên máy bay, bay về Mỹ. Và ông nói rằng tôi đã an toàn rời khỏi Âu Châu. Thì quý vị, điều này cho thấy rõ ràng là trong một cái nền chính trị phân cực trên thế giới, những thành phần sắp sửa bị phá sản đã maximize tất cả quyền lực của họ và sử dụng tất cả quyền lực của họ tạo thành luật để trấn áp những cái trang platform hoặc là những người là bất đồng chính kiến với họ. Họ sử dụng những chuyện này. Và bây giờ quý vị, chúng ta đang chứng kiến một Âu Châu chuyển mình thành xã hội chủ nghĩa mà sử dụng phương thức của Cộng sản ở một những cái quốc gia được mệnh danh là tự do tân tiến. Quyền tự do, tức là freedom of speech, quyền tự do ngôn luận, nó đã bị giới hạn. Nó đã bị giới hạn tại Âu Châu. Và quý vị, chính đám này là cái đám đã khiến cho Âu Châu bị nguy hiểm. Nó cho phép tất cả những cái bức hình bôi nhọ Hồi giáo trên một trang hí họa ở tại Pháp. Nó dẫn tới những người Hồi giáo bất mãn đã mở cuộc khủng bố vào cái tạp chí hí họa này 2 lần. Nó sẵn sàng cho người ta bôi nhọ tôn giáo. Nhưng mà nó quay ra bây giờ nó kiểm duyệt tất cả những người nào mà được xem là khác biệt với họ. Thì quý vị thấy cái đạo đức giả của đám này. Quý vị còn nhớ cái tạp chí hí họa của Pháp 2 lần bị tấn công khủng bố bởi những người Hồi giáo. Bởi vì tạp chí này có những bức hí họa được xem là bôi nhọ thánh Mohammed của người Hồi giáo, sứ giả Mohammed. Và đồng thời bôi nhọ luôn cái tinh thần của người Hồi giáo. Và thậm chí quý vị thấy ở Thụy Điển là nó đốt luôn cả kinh Koran của người khác luôn. Nó đốt luôn cả kinh Koran luôn. Và nó dùng cái quyền tự do ngôn luận tới mức đó thì không bị gì hết. Trong khi đó bây giờ nó quay sang nó đòi bắt giữ những người mà được xem là chủ những trang platform cho phép người ta được quyền tự do ngôn luận. Quý vị có thấy sự nghịch lý này không? Và ông Durov đã bị bắt giữ. Bây giờ bắt đầu từ Âu Châu, từ Anh và từ Âu Châu bắt đầu dấy lên lời kêu gọi bắt giữ ông Elon Musk. Đụng tới đi là biết ngay. Đụng tới Elon Musk là đụng tới một ít nhất một nửa dân chúng Hoa Kỳ. Ít nhất là một nửa dân chúng Hoa Kỳ. Tại vì Elon Musk bây giờ là công dân Hoa Kỳ. Và bây giờ quý vị, Elon Musk đang có nhiều cái công ty. Trong đó có Platform X, trong đó có SpaceX, trong đó có Tesla, trong đó có Neuralink, trong đó có Starlink. Ông có rất nhiều công ty. Và quý vị ngay nhớ những ngày đầu tiên trong cái cuộc chiến của Nga tại Ukraine, chính ông Elon Musk đã cung cấp cái hệ thống Starlink cho lực lượng của Ukraine để có thể liên lạc được bằng cái dịch vụ Internet của ông. Và nhờ cái dịch vụ Internet của ông mà giúp cho Ukraine rất là nhiều. Quý vị, Elon Musk là người đóng góp rất nhiều cho mặt bằng thế giới. Và Elon Musk là người đã bảo vệ cho quyền tự do ngôn luận. Bây giờ chính Elon Musk trở thành mục tiêu đòi bắt giữ của đám Âu Châu. Và ở đây tôi nói 2 điểm. Điểm thứ nhất là lực lượng cực tả tại Âu Châu đang dần dần bị mất quyền lực. Đang dần dần bị mất quyền lực sau 30 năm họ thống trị Âu Châu. Do đó bây giờ họ maximize tất cả những cái công cụ họ có trên tay. Ban hành tất cả những luật lệ để mà họ chặn đứng cái tư tưởng khác biệt với họ. Để duy trì quyền lực của họ. Đó là number one. Và thứ hai, number two là quý vị, họ có một cái tự ái. Tại vì chủ nhân tất cả các công ty kỹ thuật đứng đầu thế giới đều nằm ở Hoa Kỳ hết. Không phải nằm ở Âu Châu. Đều tất cả nằm ở Hoa Kỳ hết. Do đó quý vị,
Bởi vì cái hệ thống giáo dục và cái hệ thống vận hành xã hội của Âu Châu nó đang đi về phía xã hội chủ nghĩa. Mà tôi đã nói quý vị, xã hội chủ nghĩa làm thui chột tài sản của người khác, làm thui chột sức sáng tạo của người khác và buộc những người đó phải sống lệ thuộc. Không lệ thuộc gia đình thì lệ thuộc cái guồng máy cai trị. Bây giờ Âu Châu đang đi con đường đó. Họ đang đi trên con đường đó, nhất là Đức. Đức đang đi trên con đường gọi là xã hội chủ nghĩa mà. Do đó quý vị, chính họ làm thui chột sự sáng tạo của họ và họ làm cho người dân họ mất tài sản, phải sống dựa vào chính phủ. Chính vì vậy, họ không có một cái phát minh nào mới trong mấy chục năm nay cả. Tất cả những cái phát minh về kỹ thuật là nằm ở Hoa Kỳ không? Nằm ở Á Châu không? Nằm ở Nam Hàn, nằm ở Nhật Bản, nằm ở Đài Loan, nằm ở Hoa Kỳ, chứ không nằm ở bên Âu Châu. Thì quý vị, chính cái chính sách cực tả này nó làm thui chột tất cả mọi thứ. Nó làm thui chột cái quyền tạo ra tài sản của con người. Nó làm thui chột tất cả những sáng tạo của con người. Rồi bây giờ tự ái không sáng tạo được gì, tất cả đều nằm bên Hoa Kỳ, thì bắt đầu ra luật siết cổ các công ty Hoa Kỳ. Từ lúc mà ông Trump lên cho tới thời của Joe Biden, tất cả các công ty của Hoa Kỳ đều bị phạt vạ bởi đám Liên Hiệp Âu Châu. Chỉ có trừ thời ông Trump, ông đã phạt vạ lại các công ty Âu Châu để trả đũa. Riêng thời của Joe Biden cho tới giờ phút này gần 4 năm rồi, 3 năm rưỡi hơn rồi, Joe Biden làm tổng thống chưa bao giờ có một cái hình phạt nào với một công ty của Âu Châu. Trong khi liên tục các công ty của Hoa Kỳ đều bị phạt vạ bởi những cái luật lệ mới ban hành của Âu Châu. Trong đó quý vị thấy Apple bị phạt, rồi Facebook, rồi Google, Amazon và bây giờ chuẩn bị tới Elon Musk. Thì quý vị thấy rõ ràng đám Âu Châu đang tự ái. Tự ái rất lớn. Bởi vì họ họ muốn đi theo bình đẳng mà. Họ muốn đi theo xã hội chủ nghĩa mà. Mà chính cái bình đẳng xã hội chủ nghĩa này nó làm cho tất cả mọi thứ đều thu chọc hết. Tôi đã nói quý vị là xã hội không thể có bình đẳng. Khi sinh ra, mỗi người có một cái định mệnh riêng. Có những người cái định mệnh trở thành thiên tài của thế giới. Có những người vẫn lầm lũi đi kiếm ăn. Đó là định mệnh. Và cái chữ định mệnh này không thể nào có được sự công bằng. Thì đám Âu Châu bây giờ đòi hỏi công bằng, bình đẳng. Rồi quý vị cái gì cũng nhét vô hết. Chính vì vậy, những kẻ bất tài không có đủ khả năng lại ngồi vào những cái ghế cao nhờ cái màu da chủng tộc của mình. Để rồi hoặc là cái tôn giáo của mình. Để rồi quý vị, nó làm thui chột tất cả những sáng tạo. Nó làm thui chột tất cả những cái hệ thống vận hành và cái hệ thống tạo ra tài sản. Kết quả quý vị thấy cả một Âu Châu bây giờ. Cả một Âu Châu bây giờ hỗn loạn. Hỗn loạn bởi nhiều thứ. Thứ nhất là di dân bất hợp pháp. Họ mở cửa cho di dân bất hợp pháp tràn ngập. Thứ hai là cái chính sách DEI đó. Bình đẳng, hội nhập và đa dạng. Nó đang làm thui chột toàn bộ Âu Châu. Và thứ ba là mỹ dân. Cung cấp rất là nhiều những cái chi phí của chính phủ cho dân chúng. Nhưng mà đánh thuế rất cao khi người dân đi làm. Kết quả cái chính sách xã hội chủ nghĩa này, người dân mất hết tài sản. Người dân mất hết tài sản, sống dựa vào chính phủ. Và đây là cái hậu quả rất lớn của cái xã hội chủ nghĩa. Bây giờ Âu Châu đang đối diện. Và họ đang đối diện với sự phá sản khi mà những người bảo thủ bắt đầu trỗi dậy. Những người bảo vệ cho những giá trị cũ, họ bắt đầu nổi dậy. Họ không chấp nhận cái thành phần di dân bất hợp pháp quậy phá xã hội của họ suốt và bao nhiêu năm nay. Họ không chấp nhận là Âu Châu bây giờ gần như bệ rạc. Ai cũng sống dựa, ai cũng lo vui chơi. Không ai kiến tạo được cái sản phẩm nào hay là một cái sáng tạo nào để lấy quy thế cho Âu Châu được. Và cuối cùng quý vị, cuối cùng bây giờ chúng ta đang chứng kiến được một cái sự phá sản của đám Vinh Tả, dùng tất cả những cái playbook, cái phương thức của Cộng sản để trấn áp những người đối lập. Khi trấn áp không được thì nó trấn áp cái platform. Và chúng ta đang chứng kiến cái sự phá sản từ Âu Châu. Và tôi nói quý vị, ở bên Mỹ nó phá sản trước. Ở bên Mỹ nó đã bắt đầu phá sản rồi. Những công ty truyền thông bây giờ không còn tạo được niềm tin cho công chúng nữa. Và những tên chính trị gia khuynh tả bây giờ rơi cái mặt nạ xuống, cái mặt nạ mỹ dân xuống. Thấy rõ bản chất của họ là lạm quyền cố vị. Sử dụng những cái mỹ từ đẹp đẽ, cuối cùng chỉ để lấy phiếu thôi. Nó đang rớt dần cái mặt nạ xuống. Thì bây giờ Âu Châu cũng lòi ra.
Và quý vị, điều này tôi đã từng nói quý vị, nếu mà hỏi một cách công bằng và phân tích tới nơi tới chốn cái sự kiện lịch sử trong suốt cả trăm năm qua, chủ nghĩa cánh tả nó còn nguy hiểm hơn chủ nghĩa cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản dùng bạo lực để cướp chính quyền và cai trị, thì chủ nghĩa cánh tả nó tinh vi hơn. Nó không dùng tới bạo lực, nhưng mà nó dùng tới luật pháp. Luật pháp do nó ban hành và nó trói buộc tất cả mọi người vào hệ thống luật pháp đó để nó cai trị. Nó còn nguy hiểm nhiều hơn cả cái khối cộng sản và độc tài toàn trị. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến được sự phá sản của họ. Nếu mà quý vị bắt thử Elon Musk đi, sẽ thấy ngay hậu quả. Chỉ cần đụng tới cọng lông chân của Elon Musk thôi, thì tôi nói thiệt quý vị, đám cánh tả Âu Châu phá sản hoàn toàn luôn. Tôi chưa nói tới cái sự nổi giận của người bên Mỹ. Tôi chỉ nói những người bảo thủ bên Âu Châu thôi. Họ quậy cho tan nát luôn Âu Châu đó. Nếu đụng tới Elon Musk, sở dĩ ông Durov bị bắt giữ tại vì ông ta gốc Nga. Và cái trang Telegram đó nó không có ảnh hưởng bằng trang platform X hay là Facebook hay là Instagram hay là Google hay TikTok. Nhưng mà quý vị, đây là hành động thử lửa của họ. Họ bắt được một người thì họ bắt được hai người. Chúng ta đang chờ xem một cái cuộc chiến. Cái cuộc chiến tôi gọi là cái cuộc chiến một mất một còn của cái lực lượng khuynh tả đang dần dần phá sản tại Âu Châu. Và cái lực lượng Âu Châu và Hoa Kỳ. Và thứ hai là cuộc chiến bảo vệ cho những giá trị thật sự cốt lõi của con người. Chúng ta đang dần dần bị tước đi những giá trị này. Quyền tự do đi lại, quyền tự do mua bán sản phẩm, quyền tự do phát biểu chính kiến. Chúng ta đang bị kiểm soát bởi những thành phần này. Và nó ban phát chúng ta bằng luật lệ. Cái nào nó cho, cái nào nó không cho. Quý vị, đây là cái phương thức của Cộng sản. Và bây giờ chúng ta đang chứng kiến được Âu Châu đang chuyển mình qua xã hội chủ nghĩa, nhưng mà đang bước một chân vào thế giới Cộng sản. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay. Hy vọng bài nói chuyện này để quý vị nhìn rõ hơn về cái lực lượng gọi là left wing tại Âu Châu và kể cả tại Hoa Kỳ. Tức là lực lượng khuynh tả, nó đi tới extreme left rồi, tức là cực tả rồi. Và nó đang tìm đủ mọi cách để duy trì quyền lực trước sự băng hoại xã hội mà người dân ở cả Âu Châu lẫn Hoa Kỳ đang dần dần lấy lại giá trị của họ, chống lại sự băng hoại mà cái giá trị khuynh tả đang hoành hành suốt mấy chục năm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.